Xin chào quý khán giả của kênh Gái Biết Miền Tây Vợ Vlog. Thì hôm nay mình sẽ mời quý khán giả đồng hành của mình làm bánh. Và trước khi làm bánh thì hôm chính nó đang bồi bùng. Mỗi năm anh bồi cái bờ của ảnh bắt tôm bắt cá rồi quý khán giả. Đó, cái mương của ảnh bồi anh sắn, bây giờ anh sắn dục. Giờ nước lớn rồi anh vô. Anh chuẩn bị lên bờ ăn cơm. Ai còn nhớ cảnh bồi bùng này không? Chỉ có miền Tây mình là còn giờ lại thôi. Ôi, giờ có ai mướn được không? Có ai nhu cầu không? Mướn hả? Mướn đội hình tôi đi La Quần. Bến Tre này dễ lắm, đi ra ngoài là có dừa. Đây. Bánh dừa này chúng tôi sẽ làm bánh. Bánh gì? Chuối, ở đây miền Tây mình rất là chuối nhiều. Hôm nay chúng tôi sẽ làm chuối hấp. Cho Tú vào bếp. Đây nữa nè, Tú sẽ nạo dừa rồi. Rồi Tú tiên phải rộn, phải nạo được. Rồi mình mời xuống khán giả nha, đồng hành nha. Thì dừa miền Tây mình nó rất là nhiều. Vào đây. Vào sẵn rồi. Rung rung lại rụng à. Rung cái dừa lại rụng rồi quý khán giả. Này em thấy người ta làm 4 là 50 ngàn tí anh chứ. 50. Nay 50 phải không? 50 lâu rồi. Lúc mình làm là 50 rồi quý. Nhiều người em thấy người ta văng mạc bạc á luôn á anh. Làm người ta có giờ á. Này mướn tí. Này làm từ ngày 2-3 tiếng mình nghỉ rồi, mới văng bạc làm tới 6 tiếng. Trời. Dạ, Tú không phải biết thằng ta. Biết chứ. Trời, trời, trời. Thấy bà. Chuyện nhỏ. Nhỏ hơn mà kéo nữa. Nhiều chuyện nữa. Của ai nói mần đi. Xong rồi. Xạo trái dừa vậy thì xong. Mình còn gọt nữa. À con thấy ra cạo đi. Đó nó đưa đây cục cạp. Bây giờ mình sẽ nạo bằng máy nha. Nhanh gọn lẹ. Chào quý khán giả nha, bây giờ mình sẽ hôm nay sẽ vô chị Chính tiếp tục với cái quầy chuối hôm trưa hôm bữa. Giờ mình sẽ làm món mới, mình sẽ làm chuối hấp. Chuối hấp. Bánh chuối hấp. Hấp. Bánh chuối phải hấp chứ đâu có ăn sống tốt. Rồi giờ chị Diệu thì bật lửa. Bây giờ công thức của con Diệu là đó, đó là nó ung mũi rồi. Đúng rồi. Ung luôn tụi mình luôn. Rồi xong giờ chuẩn bị chắc nước cốt dừa. Thì sớm là quý khán giả thấy chị em mình nạo dừa rồi phải không? Bây giờ rồi. Chúng tôi sẽ đổ nước ấm vào. Nước ấm của chúng tôi. Nước cốt rồi chứ, mới đổ ít nước thôi hả chị? Đổ 50% nước thôi. Khá khá đi, tại vì mình làm bánh chuối mà cũng cần nước nhiều chứ nên là hết cho đó luôn á. Hết luôn hả chứ? Mỏng. Ừ. Là chính sẽ dắt tay rửa lại bôi rồi nha. Đúng rồi nha. Xong dắt xong rồi chúng tôi sẽ bỏ vào cái miếng vải. Miếng vải này chỉ dành để dắt nước cốt dừa thôi nha cả nhà. Đặc biệt có cái này để dắt rồi. Hết miếng vải này là không biết dắt bằng cái gì luôn nha. Tính được cà phê chứ không biết nào. Trời, hết chuyện kia con yếu đuối vậy. Ôi trời, rầu quá trời. Wow. Chị không thấy con mũi nào, một mắt nào hết trơn rồi. Mình còn muốn ngợp luôn, con mũi nào chịu nổi. Nó ung ba con trâu luôn. Nước à. Nó cố trâu quý vậy. Hồi dắt mà miếng giải khỏe ha. Hồi nó lấy phích cà phê nè, quẩn dắt nó cũng được. Cái cà phê. Ôi ôi, nó chảy nè. Chị em tôi bây giờ làm chuối. Sắc chuối. Sắc ở này vừa hả chị ha. Chuối nhà chín sắp có chín nữa rồi đó. Ăn nữa không chị? Chuối quá trời chuối luôn. Quá trời luôn. Ăn chuối này không hết luôn, đem đi chợ bán.
Ngoài chợ này cũng bán nhóc luôn á. Năm nay người ta trúng chuối. Tay em còn xài em sợ. Thì xài mà nhưng mà đánh giá lục rồi. Vậy người bữa nhanh không bữa đi. Đây, đây làm cho. Ừ, lột cho. Lại cho chú lại không xong. Chưa đồ biết. Dập luôn rồi chị Chính. Trời ơi gì Tú. Dập đâu? Ở trên đó. Thì cũng xài liền chứ. Chú này đâu phải chú kia đâu làm. Chú này đã làm nó mềm á. Cố gắng. Ủa cái gì mà nó mất cái trái chuối mà rặn dữ trời. Được lên đó là chưa chị coi coi kìa. Nó chèm nhẹt. Ôi mày hay quá Tú ơi. Đâu đâu, đâu bẻ ta đâu. Thế. Ôi trời đất ơi. Tại nó dẻo rồi cậu. Bẻ ngược lên, lái ngược cậu lên. Làm hết vậy đi. Chị vừa mất nguyên cuốc luôn. Ủa này xin lỗi mình làm bao nhiêu bịch, bao nhiêu sửng rồi à? Thì làm dư quá à, 2 sửng. Được chưa mà mình lọc nhiều thế. 2 sửng là đi bán luôn nha. Mấy trái rồi, được nãy chưa? Được nãy. Còn trái nữa mấy nãy nè. Thôi làm nãy thôi. Làm nãy được rồi nha. Ừ. Tao nói chuối này đắp nè. Ngon lắm nè. Cậu thiệt chứ cậu ác với em luôn á. Rồi rồi rồi, chèm dẹp luôn. Túm cái đất trong túm. Không có ai mà như em luôn á. Chồng con 10 tuổi rồi mà có lột chuối như vậy không? Bây giờ mình sẽ ướp đường cho trái chuối nó ngọt, nó thấm vô trước luôn vậy. Chính lấy cái giá thì chính sẽ trộn lên. Xíu muối. Trời, và chúng tôi sẽ bỏ chút xíu muối. Cho đó. Chút xíu muối nè. Chút muối nha Tú. Rồi. Rồi phá bột. Đây là bột gạo. Cũng quên xong. Rồi bột gạo, bột mì tinh. Cho 400 gram một gạo. Rồi mình sẽ bỏ 100 gram bột mì tinh vào là bột năng đó quý khán giả. Mình sẽ trộn nhiều lên. Rồi chúng tôi sẽ bỏ nước cốt vào. Chúng tôi quậy. Từ từ chị Dính. Ủa, ông thằng nước mà. Cái thằng nước này bực bội ghê luôn. Xin nhiều tròn nhiều à. Đỏ không biết giận. Không có ăn đủ nữa. Đúng rồi. Rột nở lên. Ừ. Thằng nước xin nhiều tròn nhiều ở đường luôn. Bột cho bột nghỉ hả? Ừ. Thằng nước xin nhiều tròn nhiều đường luôn. Mình sẽ bỏ một muỗng cơm. Một muỗng cơm đường nha quý khán giả. Một muỗng cơm. Trời ơi muối. Muỗng muối chết luôn á. Thôi mình nhắm đi cả nhà. Nửa muỗng cà phê muối. Mình nhéo hai miếng này. Bây giờ mình sẽ cho bột vào chuối. Mình sẽ cho bột vào chuối. Đó. Ôi, mình thì cho bột vào chuối, các bạn cho chuối vào bột cũng được, cũng được hết trơn. Cái nào cũng thành cũng hấp chân hết rồi. Thành chuối hết á. Người bánh tre mình làm gì cũng vừa. Ai ai cũng nói người bánh tre mình cho bằng cái món gì cũng có vừa thôi. Thiệt. Cá có vừa. Cái này thiếu chuối không? Thiếu chuối không? Đây chúng tôi sẽ đổ vào sửng. Mình sẽ tép một lớp chút xíu dầu ăn như quý khán giả. Nửa sửng vô đây. Mình sẽ hấp hai lần đây. Giờ chúng tôi sẽ làm cho nó dịu lại.
đẹp không vậy Dính? Căng nó ra. Dày lên chút phải không chị? Dày thì hỏi cái này ít hơn sao? Ngửa sửa đi, rồi làm đi. Rồi nước nóng rồi nè. Nóng rồi nè. Dịu quá. Đó, thấy chưa? Đây, bánh chúng tôi đã chín luôn. Trong thời gian tôi đợi, tôi ngồi, tôi canh, tôi dở này kia thì nó đã chín rồi. Mình muốn chín hay không á thì mình lấy này, cái mình đổ nước vô nha. Này đổ nước vô cho nó nguội, có nghĩa là nguội nước cái mình nơ nó ra nó dễ. Thì tôi sẽ chuẩn bị nơ cái bánh ra, nóng lắm đó ra. Đó, nơ lên cao lên đơn thọt cái đó vô. Wow, nó không có chị Diệu là không mà ăn gì được hết trơn mà. Đó, chúng tôi sẽ bỏ và cái thông báo là cái xưởng này mua 40.000 gì á. Ừ. Thấy ghi 40.000 ngoài kìa. Đúng rồi. Để ừ. Đó, chúng tôi sẽ bỏ vô nước cho nó mau. Cái mới. Rồi xong. Thấm thoát thời gian trôi qua 15 phút. Đó, chúng tôi sẽ lấy bánh ra, dùng dao đi vòng cái bánh. Gia tài có một cái xửng duy nhất 40.000. Ừ. Bởi vậy. Biết không chập luôn. Chi vậy? Dạ. Làm gì cũng phải từ từ chứ đúng. Rồi chúng tôi sẽ đem ra. Bánh hơi mỏng. Thấy tài ngon quá vậy. Ừ. Ôi, luôn. Không có chị nào là chị biết cái độ ngon hả? Trời ơi, thôi tới luôn rồi, chín ơi, chín dòng này tới. Trời bữa sao mình chỉ ra hết túc. Cái bàn tay chị tới hai bàn lận mà. Ta để khoảng nửa ở đây, ta nghiêng cái sửng để qua. Phải dở từ từ. Dở cái bánh ra. À, bánh hơi mỏng quá vậy. Chuối hơi ít nữa. Chuối nhiều quá, nó cũng làm hơi ít nữa. Cái này nó giỏi quá vậy ơi. Chị chín cắt hết chưa, đi vòng hết chưa? Rồi. Rồi chúng tôi sẽ để xuống. Wow. Nhân chưa, nhân chưa. Mẹ cuối cùng. Hôm nay là cái mẹ cuối cùng của chúng tôi. Mẹ là dày hơn. Giờ ăn nghèo chịu. Cũng can ra cho nó đều quý khán giả. Rồi chúng tôi sẽ đem qua hấp. Rồi, việc kế bên là việc của ông Tận Diệu. Chị Diệu. Xong. Lấy dĩa lấy chén gì ra cái ngồi ăn luôn đi, cái này chín xong cái rồi hả? Mình lấy ra cái mình đi về luôn. Thiệt mà. Dẻo quá rồi, dẻo. Cắt xong rồi mới chú dục luôn, mới lá chú dục luôn. Ngủ ăn ngon để qua bữa sau cứ vậy. Ừ, thế này mình ăn liền mà. Em dĩa nhỏ này thôi, bán cho tôi dĩa. Bán cho ai? Muốn ăn cho em đem. Một dĩa. Ăn phải nó đàng hoàng. Vậy bán cho chị 5.000 hay 10.000 chị nó để vô sáng rồi cái gì ủi đâu để dành hết cái rồi gì? Cái bằng ủi bằng ủi đâu đây tưởng là một cái đồ gắp than gắp cho lẹ thôi mình ăn dĩa nhiêu đây thôi quăng qua bên. Chờ tới dĩa chị chết. Chị rắc đậu lên chưa? Chị rắc mẹ lên chưa? Tú sao mà nó không khờ dữ không biết. Trời đất ơi, cái nó cốt lên trước chị. Hả vậy hả? Ai khờ? Ai khờ? Chị chín vô đây được chưa? Chắc thôi. Rớt lại cục bán 2.000 thôi. Đó. Đúng không? Ủa, con Tú hả chị ai ạ? Chị em á, ít thôi.
Ừ, bắt đầu còn mưa. Mè là. Ủa chị nhớ trong vàng dĩa của chị cũng bự lắm mà sao à? À, yếu nhỏ lắm mà. Chị nhỏ đâu có nhiều em lấy ra hết luôn á. Trời ơi, lấy dĩa nhỏ nhỏ thôi. Chết cha chị chính. Dĩa Tú ai ăn hả? Quý. Hai miếng đủ rồi. Trời đất ơi, dĩa sao hồi được 4 miếng đi, còn cậu mấy miếng? Không ăn là. Còn mà. Để rồi rồi vòng 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 quá con này sẽ nóng khéo. Mời cả nhà. Chị nói gì nói kệ chị, mình ăn đi. Chị thêm đậu đi. Ăn đậu được không chứ? Ừ chứ. Mà cả nhà. Dở thêm cái răng nó không đền đâu à. Qua. Ăn đi. Thì mới có mà. Con Hà ngay vàng nó chảy nước miếng. Tấm dở không? Ăn đi quý. Ừ. Chị chính 20 cốt nổi cốt khí đó. Vậy mà nãy tao chưa làm nữa thôi được rồi. Tôi nghe tôi bự quá mà tôi phải ăn nhiều. À. Sư dinh dưỡng. Giảm cân. Giảm cân đó quý khán giả. Đây là sư sư rô bít. Này là gắt tính. Đây là bánh hấp, chuối hấp. Đó, ngon không? À. Tuy tôi nó không được vàng là chúng tôi quên sử dụng là đường thốt nốt. À, nó không được vàng. Mình dùng đường cát thì nó hơi bị trắng. Nhưng mà bằng này bằng ở chợ bán đỏ nữa chút là đặt chuối nó phải qua đêm. À, ướp lạnh. Tôi không có qua đêm. Tôi chơi trực tiếp luôn. Thì chính nó qua quên. Dài ha, giòn. Ừ. Bánh này ngon ngoài chợ lý do chuối nhiều. Ừ, ngoài chợ chuối nó làm á phải miếng vậy. Bóp luôn. Nó sắc nhị luôn. Đập. Nó không phải được như mình đâu. Sắc nhị luôn. Ừ. Nó mới được ra nhiều chuối. Còn mình cho nguyên miếng vậy nè, lỗ bán lỗ à. Thú ủi ngàn chú, chỉ thú là mình mềm chỉ ăn được. Ừ. Khổ quá. Còn miếng rồi anh? Còn rồi. Còn miếng ăn luôn vậy chứ. Chết. Còn miếng nè. Ăn để chiều lại miếng chính người Việt Nam hả? Ừ. Mình ăn, tém hết luôn đi chị. Không có đâu. Vậy biết rồi đây nha, hột đậu chua ngọt ha. Cái này mà có nhà để cho ngủ lâu cũng được, để dẻo hay dẻo ngon nữa. Cái này mình ăn liền quá nha, không đợi được. Vậy mày kiếm mày không phải làm nước cốt. Chắc mè vô chứ. Ồ, có một cục mùi. Đúng không? Đúng quá. Em ăn gì là đủ rồi. Nó còn lên cỡ dày nè. Em nhiệt tình nó cỡ nào? Trong giai đoạn giảm cân. Chị cũng giảm cân. Giảm lên kìa cân. Bánh này thật là nó rất là ngon mà để qua đêm nữa. Ngon nữa. Người ta làm bánh thì cỡ dày nè, đâu xuống tới cầm thấp nè. Cái này nó bị chín rồi, nó bị nghiêng rồi. Bị chín qua bên. Nên bánh này còn thiếu chuối không quý khán giả? Tại chuối nó nổi lên mặt á. Nhiều quá. Nhiều quá nó bở. Không, giờ nó không bở đâu, nó dẻo dẻo ngon.
của con nãy cho con rồi nè, con cục ở dưới kìa Hào. Mình mới lấy ra mình gỡ ra nguyên miếng vậy là biết cái độ ngon thế nào rồi. Chị Chính đã nói câu là thấy nó ngon, mới vừa dở ra thấy nó ngon rồi đó. Cái độ ngon dính vô cái tay là biết liền luôn, cảm giác luôn. Dẫu lắm chị Chính, vậy mà dẫu lắm. Giờ lên là tới thượng thừa rồi. Giờ họ cảm nhận luôn. Chứ chọt chọt vô là chị Diệu không ăn đó. Không chọt bằng cái này nha cậu. Rồi một nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng kênh Cái Biết Miền Tây và với Vlog. Và cảm ơn chị Chính đã cho nải chuối nguyên buồn chứ đừng năng nải, nguyên buồn chuối để làm cái bánh này thử coi. Cái miền Tây mình nó đa dạng nhiều loại bánh, một cái chuối thôi mà làm rất là nhiều bánh luôn quý khán giả. Đó gọi là bánh Nam Bộ, bánh miền Tây Nam Bộ là của bánh miền Tây mình. Và một nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng kênh. Và mình sẽ hẹn quý khán giả vào clip sau. Bye bye, see you again.